Ở đây là hai con cọc vẹt đang cái tuổi cho choai 5-6 tháng đã thay răng. Để cho mọi người ngó tí. Một đực một cái. Tuổi dở dang. Nào. Không quen đeo xích cho nên là đang thì phản đối cái xích. Rồi, chào em. Đực thì sáng hơn cái. Cái thì không sáng bằng đực. Rồi, hai em đã thay răng và răng rất là đẹp. Nha. Răng rất đẹp đây. Xem lại răng. Đây. Đây vừa mới thay răng xong, răng còn chưa mọc hết. Răng vẫn còn đang ngắn lắm. Đây. Chưa thay hết. Đủ tiền hàm này. Đây. Anh xem bên này. Yên nào. Đây. Một tay nha. Một tay quay, một tay xem răng. À đây. Đó. Trời. Nào, răng cửa. Yên. Anh xem nào. Yên nào. Xem cái răng cửa của em cái nào. Đây, nào. Yên nào. Yên, gái. Thế đây, để xem răng gái. Nào, gái. Xem răng gái xem nào. Nhá. Gái đang thay răng. Đây. Bóng ngồi hẳn dậy. Yên nào, ngửa mặt lên hầm nha. Xem cái mồm, xem mồm. Nhẹ nhàng. Nào. Gái. Vừa xem mà giờ lại không xem. Xích ra đây. Xem cái mồm. Khó khăn nhỉ. Đây. Thật nhẹ nhàng. Đấy. Đủ này. Úi giời, còn rơi cả vòng cổ ra này. Rồi. Đấy. Xích cái môi vào. Yên. Nào. Mà đã chưa xong. Đã xong đâu. Xích cái mặt lại đây. Để nhìn ở trên ảnh ấy. Chứ còn anh nhìn thì còn nói làm gì. Nào. Hợp. Còn thâm này. Đúng rồi. Ở hậu mồm. Hậu mồm nè. Ở nào, anh Liên rồi đây. Nó chưa quen với này gì. Rồi ngồi xuống. Em ngồi xuống đi. Để giờ đến lượt thằng này rồi. Xem thằng này rồi. Em ngồi yên đấy, đừng có làm phiền nó. Ở đây. Yên. Em xích ra đây. Gái ra kia. Gái xong phần của gái rồi. Gái cái ồn nào. Cái lúc cần gái thì gái không ra. Giờ thì gái lại lằng nhằng. Nào, che mất nó rồi này. Xích lại này. Rồi. Quay này. À. Yên.
quay mặt về bên này. Đây, đang cửa ra. Ngoài lắm. Đang bên cạnh, à, há mồm ra nào. Yeah, há mồm, há mồm, há mồm. Không, ngồi dậy. Đừng có học theo nó mà nào. Làm thì còn nói năng. Cái lưỡi che mất rồi. Đây. Tiền hàm đây, nhú rồi đây. Ok. Đây này. Bên kia, bên kia, bên kia. Nào. Như thế này anh không nhìn được. Nào, sợ con hầm. Hấp, nặng. Rồi. Chưa được, chưa rõ. Gái xích ra kia nào. Đây này, vén bừa này, cũng sẽ xem được này. Như này là sẽ xem được này, vướng cái lưỡi này. Xích cái lưỡi vào. Đấy. Quán dây rồi này. Đấy, hai con này thế nào? Có ai thấy hai con này ok không? Hai đứa này thì ít nhất là được cái bộ răng chuẩn này, cái tai dự tự nhiên này, cái bộ người cũng được. Hai con cộc tỉ, hai con đều cộc tỉ. Ui giời, nào. Nô nhau đừng có cắn vào cái dây. Đấm nhá. Hai con đều cục tìm. Tầm này là tầm 5 tháng. Nào. Không nhớ chính xác tuổi của nó, phải xem lại ngày bắt. Nhưng mà vừa mới chấm thay răng này là 5 tháng. Nhá. To đấy. Nhìn bộ bàn chân này. Ai mà bảo là cái con chó nuôi ở xuôi vì nó ăn đầy đủ cho nên là cái bàn chân nó bị to nhé. Con chỉ con chó ở trên núi mà cái bàn chân nó mới nhỏ, nó thon, thì nhìn cái bàn chân của hai con này nhé. Bàn chân của hai con này nó rất là thon đấy. Mà nó được nuôi ở xuôi từ bé, nó chẳng liên quan gì đến ở trên miền núi đâu. Hai con này là bố mẹ của nó được bắt về miền xuôi và nó đẻ ra ở Hà Nội. Đây, nhìn cái bộ chân của nó. Nha, để quay, không quay xích xuống một tí không lại không sao, không quay được. Đứng yên, đứng yên, đứng yên. Để anh xem. Nào, đứng yên đấy. Ôi chết, nãy giờ nói mà chả có nhìn được bộ chân của chúng nó đâu. Đây, bây giờ mới nhìn được đây. Sợ là. Đây, để như thế này xa ra là chắc chắn nhìn được bộ chân của chúng nó này. Bộ chân của hai con xích ra đây nào. Hai đứa đâu? Hai em là đều có tên là vẹn. Vẹn đực, vẹn cái. Đấy, nhìn bộ chân nhé. Chân thon chưa? Bàn chân. Bàn chân của nó rất là thon chứ nó không có to bè. Nó chả khác gì cái con ở trên bản, lớn lên ở trên bản. Cái này nó là cái cấu tạo khung xương, chứ nó không phải là vì nuôi gầy, nuôi béo hay là ăn uống thế này thế kia. Ở chó cọc ở nhà mình là mình cho ăn thả phách, chứ không có kiểu là sợ nó thế này sợ nó thế kia. Đây nó 5 tháng to như thế này thì mọi người biết rồi. Vừa mới thay răng, đã nhú răng. Con cái này thì răng nó dài hơn này. Cái thay răng trước này, cái lớn trước. Bộ răng của nó, nhìn cái bộ răng tiền hàm này của nó là nó đầy đủ hơn, nó mọc dài hơn. Có thể thấy được đực là mới thay răng tiền hàm thôi. Răng tiền hàm đang mọc chưa có đầy đủ như là con cá. Ai về?
quan tâm.